Trước cổ lực Na Chát, những sao hoa ngữ nào thăng hạng nhờ váy áo của nhà thiết kế Việt? Cổ lực Na Chát vừa mới gây bão ở một sự kiện thời trang với tạo hình đẹp như tiên tử. Cô đã chọn mặc một thiết kế đến từ Việt Nam và trước cổ lực Na Chát, nhiều mỹ nhân hoa ngữ khác cũng ưu ái chọn trang phục của nhà thiết kế này khi xuất hiện trên thảm đỏ. Trong sự kiện của tạp chí Vogue mới tổ chức ở Trung Quốc, tuy có nhiều mỹ nhân tham dự với tạo hình lộng lẫy nhưng cổ lực Na Chát lại là cái tên được nhắc tới nhiều nhất vì diện mạo đẹp đến không ngờ. Xưa nay, cổ lực Na Chát vẫn được xem là nhan sắc đỉnh cao, tỷ lệ nghịch với diễn xuất. Lên phim thì bị chê nhưng mỗi lần chụp tạp chí hay đi sự kiện thì nữ diễn viên lại khiến khán giả không thể rời mắt. Như ở sự kiện lần này, cổ lực Na Chát được khen ngợi hết lời với bộ váy đính kết cầu kỳ tôn lên thân hình đồng hồ cát, kèm theo áo choàng lông vũ đầy quyền lực. Hóa ra trang phục mà cổ lực Na Chát chọn đến từ một thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam và trước đó đã có nhiều sao nữ hoa ngữ mặc đồ của nhà mốt này. Như Phạm Băng Băng từng tỏa sáng trên bìa tạp chí với bộ váy xanh biếc mang tên Phượng Hoàng Băng. Nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư kể rằng ekip của Phạm Băng Băng đã đặt hàng riêng một mẫu váy lấy cảm hứng từ loài chim Phượng Hoàng hồi sinh. Chi tiết kỳ công nhất trên bộ váy là phần đá đính chuyển màu khối nổi trên thân váy, khi ekip phải chỉnh sửa nhiều lần để họa tiết tinh xảo, tạo hiệu ứng đổi màu đẹp mắt. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng có tới 2 lần diện váy của nhà thiết kế nổi tiếng này. Ekip của mỹ nhân Tân Cương đã chủ động liên lạc với Phạm Đăng Anh Thư để đặt hàng một bộ váy mặc dự lễ trao giải. Ban đầu, phía Địch Lệ Nhiệt Ba muốn chọn một vài mẫu đã từng được nghệ sĩ Việt Nam mặc trước đó, nhưng Phạm Đăng Anh Thư đã đề nghị thực hiện mẫu váy hoàn toàn mới cho ngôi sao hoa ngữ đình đám. Sau đó, Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục chọn một thiết kế khác của Phạm Đăng Anh Thư để quay quảng cáo. Bộ váy mới này tiếp tục có những đặc điểm nổi bật của nhà mốt này như đính kết pha lê rất tinh xảo, form dáng đuôi cá siết eo giúp người mặc có đường cong chữ S rất rõ.